Từ giữa tháng 8 năm 2019, chúng tôi bắt đầu thu thập thông tin về băng nhóm trộm cắp khu vực trạm xe buýt Suối Tiên, phường Linh Trung, Thủ Đức. Sau nhiều tuần, chúng tôi nhận diện được các thành viên của băng nhóm này, biết quy luật hoạt động của họ. Bị lộ vì xe ôm và bà bán quán nước. Khi chúng tôi sẵn sàng thu thập chứng cứ bằng hình ảnh về hoạt động của băng nhóm này thì bị phát hiện mà không rõ nguyên do. Sáng 21 tháng 9 thứ Bảy, Nhân và một thành viên băng trộm cắp hiện ra tại khu vực, nhưng điều bất tầm thường là họ không hề hoạt động như tầm thường lệ mà vào quán nước tạm, vỉ tai vui tươi với bà này. Sau này chúng tôi biết là Đỗ Thị Hạnh, 77 tuổi, quê Hải Phòng. Đến khoảng 10 giờ 30, hầu hết thành viên trong băng trộm cắp tụ họp trước quán bà Hạnh nhưng không hề làm việc như tầm thường ngày, dù lượng khách đi xe buýt lúc này rất đông. Một trong hai chúng tôi đóng vai sinh viên chờ xe buýt, di chuyển lại gần nhóm trộm cắp để xem thử có việc gì xảy ra mà không hề biết là đã bị nhóm trộm cắp nghi vấn. Chúng tôi quan sát thấy bà Hạnh vừa đàm phán với nhóm trộm cắp, vừa chỉ tay về phía chúng tôi. Khi một phóng viên lại gần, một thành viên trong băng trộm cắp cố tình nói to để cho chúng tôi nghe, bắt được tấn công chết mẹ nó. Nó quay phim đó. Trước đó, khi chúng tôi hay chờ xe buýt ở khu vực thì một xe ôm đến hỏi thăm, sao con đi lui đi tới ở đây lâu vậy? Chúng tôi giảng nghĩa là sinh viên, đang chờ xe buýt thì ông xe ôm này hỏi thẳng, con là phóng viên có phải không? Thực tế, trong các clip mà chúng tôi thu thập sau đó cho thấy bà Hạnh, một số xe ôm đều là thành viên trong băng trộm cắp và họ ngầm phân công vai trò để hoạt động. Các loại giấy tờ mà nhóm trộm cắp vứt lại gần khu vực Suối Tiên mà chúng tôi nhặt được và đã giao nộp cho công an. Ảnh Tân Yên. Dây, tự sướng và dọa tấn công chết phóng viên. Chúng tôi giờ không thân mật đến hoạt động của băng trộm cắp, ra đi xa để chờ xe buýt. Tuy nhiên, nhóm trộm cắp bắt đầu dây lấy chúng tôi, thay nhau dùng laptop quay phim, tự sướng. Mỗi chúng tôi có đến gần 10 người dây quanh, tỏ thái độ hằn học. Nhưng lấy laptop chỉ về phía chúng tôi ghi hình và quan sát chú ý tất cả những người hiện ra tại khu vực. Nhóm trộm cắp bạc tâm vì một ta tớ. Trong thời gian đeo bám, chúng tôi muốn thu thập trọn vẹn chứng cứ để cung ứng cho công an truy bắt cả băng nhóm. Tuy nhiên, chiều 12 tháng 10, mạng buôn bản hội đăng clip 12 giây, ghi cảnh Nhân và đồng phạm dàn cảnh lấy tài sản của hành khách lên xe buýt và clip được chia sẻ chóng mặt. Đến sáng sủa 13:10, các thành viên hiện ra trong clip không hiện ra tại khu vực Suối Tiên. Nhân lãng vãng tại trạm xe buýt một lúc rồi cũng gấp rút rời đi. Sau đó, Nhân xác lại bắt chuyện với chúng tôi, mày đi đâu vậy? Đi xe số mấy? Sau khi nghe chúng tôi nói là đi bến xe miền Tây, Nhân hướng dẫn, miền Tây hả, đi xe số 10 nè, đi đi chứ đừng có làm phiền, kiểu như quay phim, chụp hình thì người ta tấn công chết, hiểu không? Nói cho con nghe vậy thôi. Nhưng dọa, người ta không chọc ghẹo tụi con thì tụi con đừng chọc ghẹo người ta. Xe tới rồi thì đi đi. Lãng vãng ở đây nói tấn công chết á, hiểu không? Thấy chúng tôi bắt laptop, nhưng nói, không được xài laptop, laptop thì bỏ vô giỏ, hiểu không? Chứ đừng bắt ra, người ta tấn công mình đó. Người ta quảng hốt mình quay phim, hiểu không? Nói cho tụi con nghe vậy thôi, mất công tụi nó tấn công, sáng sủa giờ con ở khu vực này hoài, hiểu không? Khi nghe chúng tôi nói là đang đợi bạn, nhưng tiếp, người ta quảng hốt con là nhà báo, mà con có quay cũng không làm gì được người ta hết, người ta tấn công, hiểu chưa? Nhân liên tiếp nhắc đi nhắc lại cụm từ sẽ bị tấn công chết với chúng tôi và nói, chú nói để con rút quản hốt nghiệm chứ con quay người ta con cũng không làm gì được người ta cả. Công an còn không làm gì được nữa là. Nói xong, Nhân thẳng thừng, con đi khỏi đây ngay đi. Biết đã bị lộ, bao quanh đang là băng nhóm của Nhân nên chúng tôi lần lượt rời đi. Ngay sau khi thấy chúng tôi ra đi khu vực, cả nhóm quay về công việc tầm thường ngày gì đang là thứ Bảy, khách lên xe buýt rất đông. Chúng tôi đã thay đổi phương án ghi hình sau khi đàm đạo trong nhóm và các chứng cứ sau đó đánh dấu cận cảnh hoạt động của băng nhóm này.